anh là biết tay tôi luôn á. Bây giờ hai đứa bay đi đâu? Đi Sài Gòn. Thì à, đi cho đi Sài Gòn luôn kìa. Ờ, Sài Gòn, Sài Gòn. Rồi. Nè. Thấy tôi đi Sài Gòn ghê chưa? Tới rồi. Tới Sài Gòn hả chú? Tới rồi. Dạ, vậy cho con xuống đúng chỗ nha. Rồi, bây giờ muốn xuống đưa tiền, 20 ngàn nữa. Dạ, đợi con chút nha. Ai đó đi Sài Gòn đi đón xe Cà Mau cũng chi cũng biết. Tôi biết Sài Gòn nha, chứ không phải là không biết đâu nha. Trời, tao nói thiệt mày mà tao nói dốc mày chi. Rồi, cho xuống đi bác Tài ơi. Ngừng xe. Đúng, xuống rồi. Rồi. Sài Gòn hả? Dạ. Còn 150 cây nữa mới tới. Giỡn bà à. Thiệt? Còn ở đây mà chú chỉ con đường cách hỏi là được rồi. Con đâu có đi Sài Gòn, chứ con đâu có mua gì đâu mà tới 150 cây như vậy. Còn 150 cây số nữa mới tới. Tới Sài Gòn. Con cảm ơn chú. Ủa sao xe nó bỏ tụi con xuống đây nè? Chết rồi, bây giờ làm sao? Chết rồi, không được đâu. 150 cây số, hai chị em mình làm sao bây giờ? Vậy là mình bị gạt rồi. Bây giờ làm sao? Đi đường nào đi. Còn vậy chị hai? Còn xa lắm. Sao mà đi hoài vậy không thấy tới Sài Gòn? Hồi nãy cái chú đó nói 100 cây mà không biết cây gì. 100 cây là bao nhiêu? Không biết nữa, chị đếm hết 100 cây chuối rồi mà còn chưa tới, vậy là chắc là 100 cây số. Em đếm mấy trăm cây mít luôn à. Chị hai, ủa sao mà mình không đi xe nữa mà mình đi bộ hoài vậy? Không có kiếm được xe. Em mệt quá luôn à. Đói bụng quá. Em lấy lương khô ra ăn đi. Cái vỏ đâu? Cái vỏ nãy chị hai kêu xuống xe em xách rồi, em để đâu rồi? Em đâu có xách đâu chị hai, chị đem lên trên xe mà. Trời ơi, lúc mà đông đông chị dặn là lát xuống nhớ xách vỏ rồi đâu. Cái thằng ông nội kia ổng đẩy cái đầu em xuống, em đâu có xách cái vỏ đâu. Trời ơi, tao chết rồi, mất hết. Ông cha cho đem đi rồi. Bây giờ lấy gì ăn đây? Tôi bụng quá nè. Yên tâm, chị hai còn linh lượng nhớ không? Đúng rồi hen, có năng lượng nữa. Đi mua gì ăn đi chị hai. Ủa, tiền đâu hết rồi? Chị hai giữ mà. Tiền trong đây mà. Không có rồi, trong này có cái địa chỉ không à. Trước rồi bây giờ làm sao bây giờ? Không có tiền, rồi không có lương thảo của cha nữa, làm sao bây giờ đây em?
nó bụng quá nè. Cứ xe rồi, thôi mình cứ đón xe mình đi đi em ha. Bây giờ đón xe rồi làm sao người ta cho mình đi đâu? Thì thôi cứ lên đại đi thôi. Xin mấy chú, còn không mình cứ im lặng. Rồi khi nào tới đâu rồi mình hay tới đó nha. Đi xe nào bây giờ? Kìa có xe bự bự kìa. Xe đó có chở người không? Không, có chú ở trên không có chở. Cái chú ở trên không phải là xe chở người, cái xe kia mới chở người kìa. Ủa sao xe bự là em nhớ dưới quê mình nó chở heo không đó? Không phải, xe này đẹp lắm, chở người. Kêu cái chú kia lên để xe mình đi. Xe kia lên hả? Chị hai xin đi. Rồi để chị lên chị xin nha. Chị bận cái áo cũng giống vậy, xong rồi chị xăm mấy cái bánh khọt đằng sau lưng.
Có đâu, cái đó ta gọi là giấc mơ. Ủa vậy hả? Tưởng là xăm hình bánh khò. Ác mơ đó. Sao bây giờ mình giàu có xuống đón ông ta không đưa? Có, em có xuống đón con mình. Nhưng mà cái ông đó ông chuyển nhà đi ở chỗ khác rồi. Chuyển nhà đi ở chỗ khác? Ừ. Thấy chưa, hồi xưa có con không biết nuôi. Mà công nhận hồi xưa có con dễ quá. Muốn là có, muốn là có. Bây giờ tự nhiên cách đây 15 năm mà không có đứa con được. Bây giờ muốn là không có. Chắc là do em. Tại sao là do em? Tại em đi đặt vòng. Đúng, em có đặt vòng. Thấy chưa, vậy mà còn chối cãi nữa. Nhưng mà em đặt vòng, đặt dòng xi men. Hả, dòng xi men hả? Ừ, tại anh đó. Tại anh, cứ cho là anh đi. Anh cũng nghe là em, anh cũng vô bệnh viện anh khám coi thử có con hay không. Trời ơi, vô bệnh viện mất cỡ muốn chết luôn. Sao mất cỡ? Gặp mấy nhỏ sinh viên thực tập, nó súng lại nó xì xăm, nó to, nó nhỏ, nó xấu anh. Bữa đó vô tình anh nghe được. Ừ. Nó nói trời ơi, mặt ông này nhiều mụn quá. Anh mới tức mà anh nói, ừ, nhiều mụn là do tuổi gì thì được không? Ờ, mấy con nhỏ vô duyên. Ừ, vô duyên. Nó soi mói đời tư tao mà. Bực mình dễ sợ. Mình ơi. Gì? Mẹ giờ mình xin con nuôi. Hơi lính. Dạ. Có con không biết nuôi vậy đi xin con nuôi. Sao mấy em nhớ con mình quá. Là bà như một mình bà nhớ, tôi không nhớ hả? Bực mình muốn chết luôn. Ngày nào cũng nhớ hình bóng của hai đứa nó hết. Bây giờ tôi tưởng tượng nha. Bây giờ nó lớn như con cao chồng nhồng rồi. Mà nó giống tôi lắm. Sáng nào tôi cũng đi uống cà phê hết á. Sao vậy? Ngồi mà gặp đến đánh vé số rồi đi ngang qua tôi cũng hát hết. Tình cha ấm áp như dần Thái Dương. Đúng đúng rồi. Có bữa đó tôi thấy cái thằng đó giống tôi quá. Vậy hả? Nó cầm cặp vé số chạy tới. Tôi hát liền. Tình cha ấm áp như dần Thái Dương. Nó bay lại. Tôi tưởng nó kêu ba. Nhưng không ngờ nó nói một câu. Nói gì? Chú hát hay quá, cầm cặp vé số đi bán giùm con đi. Vậy bây giờ không biết tính sao nữa. Sao? Thôi bây giờ đi đi đặt vòng. Ê, ê không gì? Quên, tôi phải lên bệnh viện tôi khám. Mình Hà. Ê, mình Hà. Chị Hai phải cái nhà này không? Thì người ta chỉ ở đây kìa, hỏi hết sớm này rồi. Sao em không có biết đọc cái chữ vậy? Không có nói chuyện với bà nữa. Chị ra để tôi gỡ cái ảnh gì. Để tôi đi. Đâu? Bà ở nhà đi, đưa tiền. Tiền gì vậy? Nè, ủa mày chi vậy? Do hai đứa nhỏ thấy nó ngồi ông tội thì cũng chết luôn. Nè, do hai đứa con 50 nè. Nhớ chia đứa 25 ngàn nha. Đừng có dành giùm nhau quấn lộn tội nghiệp. Cảm ơn cô chú. Có gì? Nè, bây giờ mà con mình nó lớn cũng ngang ngửa hai đứa này nữa. Em cất cho. Thôi giờ bà ở nhà đi. Tôi không cần bà đi đâu, để tôi đi. Ê, ông Hải. Gì? Ông đi đâu vậy? Hải, tôi đi khám, tôi đi nữa. Hải, Hải mà xuống nhà này nữa. Hải đúng rồi. Con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương ba dữ em, để chị hát rồi. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ đừng nhớ lại. Bà thấy không, con nít bây giờ nó dễ thương lắm. Cho tiền là nó hát à. Trời ơi, dễ thương quá mình nha. Bà sao cái bài này tôi nghe quen quen nha. Bài này ở trong mẫu giáo đó. Không phải.
bài này nó gợi lại cho tôi nhớ lại 15 năm về trước mà. Đúng rồi. Ừ ha. Tình cha mám như dần thái dương. Má hát đâm hơi lắm á. Ủa? Ba chú thấy thì chỉ đi Út. À, mình tôi thấy con mình cỡ cũng vậy ha. Cô chú ơi, cái địa chỉ này phải nhà của cô chú không? Con kiếm ông bà Hải đi. Ông bà Hải. Đúng rồi, địa chỉ nhà mình nè. Ông bà Hải. Mà các con sao có địa chỉ này? Ba nuôi của con á kêu con cầm địa chỉ này lên kiếm ba má ruột. Ngày xưa ba má nuôi của con giàu lắm. Ở dưới quê nó giàu lắm. Xong rồi bây giờ má con chết rồi. À, bây giờ ba con nghèo lắm. Nghèo lắm hả? Dạ. Ba con chuyển nhà đi chỗ khác kêu biểu lên kiếm ba với mẹ. Mẹ à? Dạ. Không tin hả? À, ba nói là nếu gặp ba mẹ thì đưa cái... Đúng rồi, con có cái thẹo nè. Thẹo nè. Đúng rồi. Hả? Cái thẹo này là do bà nè. Bà đủ mà hậu quá. Bà đúng mà hẩm bà sơ sát mà quơ vô cái hàng rào. Bây giờ nó chạy cái chân nó. Đúng rồi. Cái thẹo nữa nè. Đúng rồi, cái thẹo này cho mình nè. Mình nhậu xỉn nè, rồi mình ẩm nó trên giường, mình lăn từ trên xuống dưới, nó chạy chân nè. Có khi nào nó là hai đứa con ruột của tôi với bà không? Nói tên đi chị Hai. Có khi nào nói tên đi. Đúng rồi. Tên Hương nè. Thằng Hiếu. Còn con là Hiếu. Hiếu nè. Ôi con. Trương Văn Ngọc đây, chị thì cô Quách Phú Thành. Trời ơi, lộn rồi, Quách Tấn An. Ừ, lộn, ma xin lỗi, Quách Tấn An. Con biết ông Quách Tấn An đâu, con biết Quách Tấn Du à. Du, qua đây Du. Qua đây Du, ba con. Ủa, thằng Hiếu đây, con Hương đây, chị Hai, thằng Ba. Ui, ba mừng lắm, ba có các con rồi, ba tìm được rồi. Dẫn vô nhà, vô nhà mới. Thank you.
6 giờ sáng bà có nhiệm vụ dậy đánh thức nó dậy, chút răng đánh miệng cho nó. Được. Đấy được, được, được. Rồi xong rồi lo cho nó ăn sáng. Được. 7 8 giờ cho nó học anh văn vi tính. Ha. 9 10 giờ là bắt đầu cho nó tập tạ với nhảy cò cò kéo co. Sống lành mạnh như vậy em tốt cho mình. 11 giờ cho nó nghỉ xả hơi. Đúng 12 rồi. Giờ cho nó ăn cơm trưa. 13 14 giờ cho nó đọc báo. Mở mang kiến thức. 15 16 giờ là cho nó giải trí hả? Cho giải trí trên điện tử trên vi tính. Được, được, sao? 17 giờ cho nó ăn cơm chiều. Được. 18 19 giờ là bắt đầu đi cho nó làm gì không? Cái gì vậy? Cho nó coi tin tức thời sự. Trời ơi, con nít cũng coi tin tức nữa hả? Trời, nó bây giờ 15 16 tuổi nó còn nít nữa, nó phải coi tin tức thời sự nó mới biết những vấn đề động đất, những vấn đề khủng bố, những vấn đề phân biệt chủng tộc, hiểu chưa? Những vấn đề cúm gà này nọ, nó chắc chắn sao, sida này nọ, hiểu không? Được. Rồi bắt đầu các em hồi nãy mà nhiêu rồi? 19 20 giờ. Rồi 21 22 giờ cho tập thể 7 cho tập thể dục. Buổi tối tập thể dục hả mình? Sao tập cho nó vô vũ trường nó nhúng nó nhảy đổ mồ hôi nó vận động cơ thể nó cho nó khỏe. Vậy nữa hả? Rồi xong cái 22 23 giờ. Ngủ. Cứ ham ngủ hoài. Bà ngủ thấy con người mà nó lì nó làm biếng, hiểu chưa? Mình này 22 23 giờ đọc truyện, kể chuyện đêm khuya. Trời ơi, kể chuyện đêm khuya nữa. Mà chuyện gì vậy? Chuyện ma.
Đó thấy không? Chuyện ma thì làm sao mà nó ngủ được hả mình? Tôi nuôi con, tôi biết hiểu tính con. Sao vậy? Tôi kể hôm qua rồi, tôi mới kể chuyện ma thôi, con Hương nó ngủ liền. Ủa vậy hả? Còn con Hiếu nó kỳ lắm nha. Sao vậy? Nó ngủ không được. Trời ơi, tôi chết rồi, nó sợ quá mà. Không phải sợ, cái nó kêu ba ba. Sao? Đưa mặt vô con ngủ liền. Tôi vừa đưa cái mặt sát vô là ý quỷ. Trời ơi. Mặt tôi đẹp thì... trai vậy la quỷ. Tự gái dễ sợ tình á. Đó, thành thử ra bây giờ chết chăng. Đồng hồ 12:10 rồi. Thôi thôi đến giờ rồi, chơi cơm mà nấu cơm xong hết chưa? Xong rồi, xong rồi. Ra xong. Đánh thức nó dậy. Thôi được rồi, chuẩn bị rửa mặt đàng hoàng. Dạ rồi. Nghe chưa? Rồi. Pha bình trà xong hết chưa? Dạ em nghe rồi, em pha bình trà trà rồi đó mình. Ừ. Để chuẩn bị coi, lấy Mình ơi. Gì mà giếng gì đây nè? Ai xíu nợ gì đây? Bà giếng gì đây? Đây đây nó biểu. Vậy? Bà biết bà viết cái gì đây? Ai biết cái thư gì vậy? Thư gì đây? Bà ma là bà má. Trời, tôi tưởng bà ma là người gửi cho bà. Ừ. Bà má. Thì, thư của thằng He, chẳng lẽ tụi nó viết cho tôi à? Với bà. Ừ, mình đọc đi mình ơi. Từ từ. Hai con xin lỗi bà ma. Bà má. Lộn từ từ. Ba má. Gặp được ba má, thấy ba má hạnh phúc là tụi con vui lắm rồi. Trời ơi, nó cảm ơn mình, nó mất cỡ, nó ghi vô giấy đó mình. Ừ. Nhưng còn ba con ở dưới quê, không ai chăm sóc. Ừ. Nên tụi con phải về quê thôi. Tụi con tạm biệt ba má. Hẹn ba má lần sau tụi con rảnh rỗi lên thăm ba má. Chào tạm biệt ba má. Hai con Trương Mạn Ngọc, Quách Tuấn Du. Trời ơi, vẽ hai kiếm này tụi nó xong kiếm một mít rồi. Trời mình ơi. Ủa không lẽ gì nó ủa này ra sao con coi thử nó có còn ổn rồi sao không? Nó ngủ không? Nó gì thơ mà nó Mình ơi. Mình ơi mình. Em không thấy đứa nào hết bây giờ sao? Không có nào hết. Không có đứa nào hết. Trời ơi. Nó viết thơ này có nghĩa là nó xa lìa tôi với bà rồi. Hôm nay nó bỏ vô nó về quê nó thăm lại ba nuôi của nó luôn. Ủa bây giờ sao mình ơi chết rồi. Tại bà. Trời ơi con ơi, tại sao con lại bỏ đi như vậy? Mà lên cái gì nó tại bà. Tại ông. Tại bà. Tại ông bà. Nó là tại ông. Tại bà con mệt quá. Không phải tại em cũng không phải tại anh. Tại trời xui khiến nên hai đứa nó về quê. Ôi tới trước này mà còn hát nữa hả? Hát cho nó đỡ giận. Trời ơi chết rồi. Ba mừng lắm,
Ba nhớ tụi con lắm. Ba đang trông ngóng tụi con không biết Tết này có về thăm được ba hay không. Ba. Mà sao? Hai đứa lên Sài Gòn có tìm gặp được cha mẹ ruột của mình không? Dạ, tìm được. Nhưng mà Hiếu nó nhớ ba, nó không có ngủ được. Con nhớ ba, con ăn không có được. Con không có muốn ở chợ. Con không có muốn ở thành phố đâu. Vậy? Con nhớ ba lắm, con nhớ không ba. Muốn ở thành phố. Ba. Ở với ba, ba không lo nổi tụi con đâu. Ba nghèo quá, ba khô máu rồi, nhớ chưa? Ba ơi, ba yên tâm đi, bây giờ tụi con có máu rồi, con tiếp sức với ba. Ba thấy người yếu bây giờ nó có máu rồi, ba thấy không? Con có máu rồi. Bảnh tổn quá ta. Bỏ đồ ba mua cho con đó. Ba yên tâm đi, tụi hai chị em con giỏi lắm. Hai chị em con lên thành phố, xong phụ người ta. Người ta cho bánh tụi con đem về. Trời ơi, giỏi dữ vậy hả? Ba ơi, Tết này cha con mình có bánh chưng, bánh tét ăn rồi. Vậy hả? Nhưng mà nè, ở với ba là có mắm ăn mắm, có muối ăn muối á, hiểu không? Con ăn mắm quen rồi, bây giờ con thèm mắm lắm á. Ổ chà mày. Ba, nhưng mà mình không ăn mắm đâu, mình ăn bánh chưng bánh tét ba. À hả? Tết này tụi con ở với ba luôn, không có đi đâu hết. Không có đi nữa đâu. Thôi vậy đi. Thôi giờ cha con mình vô cắt bánh chưng, cắt bánh tét. Ba cha con mình ăn Tết hèn. Đúng rồi. Đi. Ơi mà trời, Tết ngày xanh rồi, xanh đâu mà cái ngày ta đang ăn. Ôi thì bắt chở đi, thiệt tình. Tôi mừng mình ông quá đi. Kêu mấy kêu mai nó ra, mốt ra đi. Ngay xỉn quá rồi nè. Ông làm chạy là em chạy em có như vậy hả? Bắt bà hỏi coi có thằng nào say rượu mà chạy xe thì ngay thẳng được không? Trời loạn trọn gì chứ sao? Lẹ giùm tôi đi ông. Lẹ gì, đạp mà không thấy đường đạp nữa nè. Bởi vậy tôi bực mình quá đi nhậu nhẹt tối ngày à. Rượu là bạn mà. Trời ơi, tôi sao quá à. Tôi bực mình ông quá đây à. Gọi ra vậy không biết rồi, tôi sắp đẻ rồi. Ngồi đây hồi một hồi tôi là để lọt ở đây luôn đó. Từ từ trời ơi, giờ không có ai. Hả? Giờ à, bà nằm nghe bà nghỉ chút đi. Tôi xỉn quá rồi, tôi ngủ gác tỉnh vậy chở bà đi đẻ. Giờ chứ mệt quá, ngủ quá. Trời ơi, tôi đau quá, ông làm ơn chở tôi đi giùm đi. Ôi, mượn cái giò nằm ngủ đúng không? Trời ơi, ông hết chuyện rồi hả? Ông làm ơn ngồi vậy, ông chở tôi đi đi. Tôi đau quá rồi nè. Nói nhỏ cho nó nè. Điện thoại à, điện thoại vô nói với nó là giờ 2 tiếng hồ nó đi, tôi chở đi, tôi mệt quá, buồn ngủ quá. Trời đất ơi, chồng ơi là chồng, làm ơn vậy giúp tôi cái đây. Ôi da, ôi da, đau quá. Bà con ơi, có ai không? Làm ơn đưa giúp tôi đưa đi, bệnh viện giùm đi. Ôi da, đau quá. Bà con ơi, có ai không làm ơn đưa tôi đi giùm cái coi, có ai không? Trời. Gì vậy mày? Bác ơi. Hả? Con đau bụng thẻ, bác làm ơn bác đưa con đi giùm cái. Té xe hả? Dạ không có, tôi đau bụng đẻ. Đau bụng sao nằm lăn nằm lóc vậy? Chồng con nó xỉn. Thôi chết mẹ rồi. Dậy thằng ôn. Mày dậy chở vợ mày đi đẻ kìa. Ngủ chút rồi chạy tỉnh vậy mới đưa đi mày mà. Mày lụm cái thằng này làm cái gì vậy? Mà bây giờ sao đây? Xe cổ tao còn không có đi mà giờ sao đây? Con đau quá bác ơi. Tôi chết rồi. Mày dậy đi thằng ôn ơi. Con nực quá à. Nặng lắm hả? Tao coi coi có quạt không? Tao cũng ít khi nào quạt lắm. Bị người tao cũng không có mồ hôi. Không có nước lấy đâu có mồ hôi. Không có cái quạt nào hết mà. Mày có cái quạt nào không? Rồi nè. Quạt lấy vô. Hả? Quạt nóng, quạt lấy trong vỏ, quạt vợ con nè. Trong vỏ có hả? Dạ. Nó cũng còn tỉnh đó mày. Nó đuối chứ. Đi ở đây ông chịu đòi ngủ một chút. Mày á, tao nói thiệt không? Gần đẻ rồi mà ốm ngán mày.
Mày á, dậy đi, mày dậy mày chở coi mồ hôi một cái thấy gốm không nè. Thiệt mày về cái cú này mày biểu nó bỏ rượu đi chứ có không mày chết. Ngu có thứ gì đâu mà ăn giọng là tao hầu vợ đẻ cũng không. Đó ăn giọng chi cho ấy, thấy anh. Khi không là tao cũng vô duyên nè. Tự nhiên cứ ngồi khi không là vô là... Quỷ ăn cái gì mà ói tần mí luôn à. Cái thằng ôm trời ơi khô đuối mà nó đem nó bỏ vô cái vỏ của con vợ nó đi xanh có được không? Ông ngồi chờ đi. Bác là bơ bác kêu xe giùm xe con. Xe đâu có đâu con tao đây còn không có xe đi mà. Đúng xe lâu có xe lâu rồi. Đây chờ xe lâu. Đau quá đầu đau quá chở lẹ lên bệnh viện giùm đau quá đau, đau, bác quá ơi. Đau rồi đau thì lớn đau dữ lắm. Không phải trời ơi trời mấy con gì nó đau nẻ chứ con nào mà phòng cây này à mày né cái chừng vô coi đỡ nó lên giùm tôi cái mau đi đó chở nó đi lẹ giùm ha rồi cảm ơn để bác bỏ cái vỏ lên cho lấy giùm con cái vỏ nè nhớ nghe có nhớ thương chồng con lên giùm. Yên tâm đi, để tao kêu nó lên cho nó lên đi. Bác. Ê mà phan. Rồi lên trên trển rồi ai ký giấy cho nó vô nhập vậy á. Rồi chú ai lên luôn đi. Bác ơi. Chồng con thì không mà. Bác là bác có chồng con vậy đi bác. Để sẵn là tao lo tao giúp luôn cho nó. Chờ chút đi chúng ai. Rồi thôi đây. Đây. Phan. Nữa, thằng quỷ. Mày chạy mày ngủ đây rồi quay cái xe đạp nó mất hết rồi sao? Lát nữa giúp con di chuyển đi, yên tâm mà ở đây. Rồi lên ông hai ơi. Nó ổn quá. Coi gì chết có ổn quá rồi nè, đừng lo. Đi con khóa lại. Chết vô cái giò này nha. Cho nó trên cái xe đạp đi là hết. Bác yên tâm đi. Bác đi đi, con không bao giờ mất xe đâu. Cái này nè con bỏ vô cái bánh trước nè. Đây, không sao nè. Khóa vô cái chân nè. Khóa vô cái chân vậy nè. Rồi, bóp khóa lại. Xong ngủ, ai dám lại đây lấy nó. Đây là nằm ngủ thôi, nhớ gì đâu đó. Bóp khóa lại coi. Ai dám lại lấy cái xe được. Nó ngủ vô tư luôn. Bác ơi, con đau quá à bác ơi. Sao mày đứng nhìn ra chi? Chứ làm gì giờ bác? Để bồng nó xuống giùm. Bác bồng đi vợ bác mà. Vợ bà nổi mày chứ vợ. Lên bồng bồng xuống giùm mày nghĩ sao tao bồng sao nổi. Từ từ đi mày làm cái gì mà làm quá à. Bài nào đâu cũng đẻ mà xấu hết chứ. Thiệt nha, rồi tham đẻ chi không biết. Thôi đi về đi ha, tụt lộ bình an ha. Không có gì. Không về mày ở đây chi mày canh người ta đẻ ha. Lấy tiền. Mày chưa lấy hả? Chưa. Chứ mẹ đầu sao mày chưa lấy đi. Ai biết vợ của bác kêu vợ thì bác phải trả tiền á. Vợ tao hồi nào mày? Cái đó tao thấy giữa đường mà tao đưa đi giùm vợ tao. Mày nghĩ sao giờ này còn vợ để đẻ? Trả cho ông là ông nội. Bao nhiêu? 2,000. 2,000 hả? Nó bị kẹp. Cảm ơn bác. Cảm ơn bước gì tốt quá bác. Mày biết làm bước tốt hả? Dạ. Sao mày không cho không đi là cho tốt? Để giờ ngồi đây chờ cho nó đẻ xong mới đi. Mà đi đâu được. Nó ký giấy rồi sao? Mà chết. Thank you.
ký tên chồng, thôi ký tên cha đi trời. Cái thằng ôn dịch kia không biết chừng nào nó mới hết sai. Đi thì tự nhiên mày đi xe lâu chi cho tốn tiền. Cái đạp nãy phá vô nè. Phá vô đi. Ở đó cái vòng ăn nhậu đó, thôi trả tiền xe cho người ta đi đi. Đó. Hả? Bắt chứ cô mấy ngàn lẻ bắt trả một con hóa tiền. Rồi một con nước con. Rồi lỡ bắt chứ con giúp con bắt đưa vợ con vô. Bắt đưa vô rồi. Dạ. Con sẽ trả 2 ngàn là nhiêu. Nổi vợ mày đẻ không tôi lỗ 4 ngàn thôi. Bác làm phước thì bên bố con nó lớn luôn. Kêu nó trả ơn quá nhiều quá. Tao cảm ơn mày. Tao cảm ơn trước luôn. Để con này mà lớn là trả ơn tao là tao xuống lỗ rồi cũng 8 lớp rồi. Thôi đi vô coi lo cho nó đi, tao còn phải đi lên tỉnh ra thăm con tao nữa. Bác ở đây chơi á. Ăn giọng cái gì sao xong chậm thế nè mày. Đi cái chìa khóa đâu không mở ra thì đi đùm đùm đề đề đó, ai cho mày vô. Má bỏ con vợ vợ con. Thì bố mà bỏ ăn nhậu đi nha mày. Dạ, được, thôi đi vô đi, chúc cho gì mẹ tròn con vuông nha. Dạ, bác làm bước vậy tốt lắm bác. Sư dân quê mày toàn hai đứa nào cũng nói cái câu giống nhau. Thứ gì đâu không, mệt ghê. Cô ơi, cho tôi hãy hỏi thăm ấy, nhà này có phải nhà của ông Hoàng với con Thu không cô? Không, không phải, nhà này là nhà của tôi. Vậy là cô là thầu xây cho tụi nó đó ha, đây đang xây là nhà của con tôi đó. Không, nhà của tôi, đang xây. Ủa đâu phải, nó ghi cái địa chỉ này nè là đúng cái nhà này rồi mà. Hồi trước tụi nó có mướn ở đây, nhưng mà quậy phá quá, không có lo học hành gì hết trơn á, tôi đuổi đi rồi. Cảm ơn nha cô. Dép gì? Dép của con đang chơi thật lon. Đang chơi thật lon hả? Lần sau đừng tạt trúng nha. Dạ dạ. Trả lại nè. Dạ tạt chỗ khác đi ha. Về giống dép giống dép đầu á. Vui. Trả rồi. Dạ chơi thật lon đi.
Vô. Xe có gì đâu mà nói gì. Phạt đi, uống cái anh. Uống cái anh. Thôi uống rồi. Kêu uống chi phát không được. Đi ra mua chai ít to cho hợp khẩu vị. Phải đến khi mua sành sang không? Phải đúng, thì họ mới uống được. Mệt rồi quý quá. Cái gì đâu không cười. Thì tao bắt đất, tôi xe cho bằng cát tao được chưa? Rồi, vô đi, vô đi. 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 Vô đi.
cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con sống sâu nghĩa tình trường sâu. Mong con lớn đâu người tức trắng đêm mặc sau tầm buồn âu lo. Nhớ hoài ngày tháng ta dài bên mái trên nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già cho con hơi ấm đêm từng đêm. Bóng cha già nay đã bước xa về cuối nẻo đời. Mất cha rồi con mãi tiễn không đau thương nào xót xa hơn. Những mong cảnh con chẳng biết sao để viết thành lời. Hỡi cha hiền cha con hiểu con tuân cha nhiều lắm cha ơi. Bóng cha già nay đã qua xa về cuối nẻo đời. Mất cha rồi con mới hiểu không đau thương nào xót xa hơn. Những ngóng tình con không biết sao để viết thành lời. Hỡi cha hiền cha con hiểu con thương cha nhiều lắm cha ơi. Bóng cha già nay đã qua xa về cuối nẻo đời. Mất cha rồi con mới hiểu không đau thương nào xót xa đứng đây không đi vô. Nói bà vô đi. Thì mày vô mày nói hồi nhiều khi ba siêu lòng rồi ba bắt mấy cái mộ đó rồi đem vô chùa hay gì đó rồi bán miếng đất đó được chứ. Tôi không biết bà làm sao ba đem cái cốt vô chùa còn đất đem bán kiếm lại chiếc xe amok cho tôi. Trời ơi, bà nhìn đi nhìn con bầu tôi kìa, thấy cái mặt nó không như là đám ma à. Không có chiếc xe là nó xù tôi á. Mày hay gì dở gì móc hai con mắt này tôi dùng cái này không mày. Mày nghĩ sao mày dám dắt nó về đây? Trời ơi, tôi nói nó là tôi đi đòi nợ. Còn bà hay quá, bà cũng dẫn bầu theo vậy. Cái thằng gì mà thấy nhỏ bà 6 tuổi à. Mà nó đẹp trai, tao bà... chỉ được cái mê trai thôi. Hay quá ha. Tao cũng nói với nó là tao cũng đi đòi hùi. Thì bây giờ đi vô đòi đi, bà kêu tôi theo chị. Thì đi vô đi. Lẹ đi em ơi, ra còn đi nữa nè. Đợi em chút nha. Mới gặp đây đòi đi nữa. Thôi
con là chị, sao con lo lắng cho em nó ăn uống? Ở trên trển có hai chị em mà con để cho em nó ốm như vậy. Bà bán đất bán ruộng để lo cho tụi bay ăn học. Vậy mà mày lo chơi không à? Con thằng Hoàng, mày gặp ba mày không dám nhận vì mày sợ xấu hổ. Nhưng không sao, ba không buồn đâu, ba không giận hai đứa đâu. Ba thương hai đứa con lắm. Con Thu này, hồi nhỏ đó, con nhớ không? Con hay rủ ba chơi banh đũa với mày. Còn thằng Hoàng, mỗi khi con đá banh ấy, bị chảy máu là cả đêm ba không ngủ. Ba đau thấu ruột gan. Trời đất ơi, tụi nó đi đâu mà lâu quá trời luôn à. Mình vô luôn đi. Hai đứa ráng lo ăn học cho thành tài. Ba cũng không còn sống với tụi con được bao lâu nữa đâu. Thôi, nhớ mà lo cho nhau nghe. Ba ơi, xin lỗi ba, ba. Hai đứa về rồi hả? Trời ơi em ơi, kêu vô lấy tiền chút xíu ra liền làm gì lâu với bạn bè nó đợi ngoài kia kìa. Anh nữa, không vô chút xíu ra để anh chờ anh chết luôn à. Trời ơi, anh cầm cái gì vô quá vậy? Vô lắm chứ. Đi, chị làm gì vậy? Ủa, hai cô cậu này là ai đây? Dạ, bạn của con đó ba. Bạn của hai đứa con tôi hả? Vô dọn hả? Cơm ăn luôn. Đây là ba anh đấy á hả? Trời ơi, vậy mà anh nói với tôi á là nhà anh giàu lắm, nhà anh đẹp lắm. Anh có tiền, anh mua quần áo đẹp cho tôi, mua xe đẹp cho tôi. Trong khi bây giờ bán hết cái nhà anh biết mua được bánh xe cho tôi đi không? Cô không, anh á là không phải tôi là thôi, ông cha nuôi con ông nữa ông cha ơi. Cha nuôi nó thôi, không phải cha ruột. Tôi không có ngờ là anh lừa gạt tình cảm không của phải. Tôi đi. Cái gì? Ủi. Anh làm dữ với tôi hả? Đồ nghèo mạt rệp mà bày làm hồng nộp đều cũng giả. Đi. Anh khỏi đũa ra, anh còn ở đây đâu. Đi ra đi. Tụi quay nhớ nha. Ba, anh là ba của con mà. Ba ơi, ba là ba của con mà. Con xin lỗi ba. Hai đứa là con của ba mà. Thank you.
không biết nói gì. Ngoài hai tiếng xin lỗi má. Má ơi, những tháng đầu lên tỉnh học á, hai chị em còn học tốt lắm á. Hai chị em con đậu nhất trường luôn á má. Sau đó con học đua đòi, con học ăn chơi, con quên đi những hai tháng ba cực nhọc như là chết cha anh chưa được chưa. Má ơi, nhớ lại những hai tháng đó con thương ba vô cùng. Má ơi, mà cũng may hai chị em con không dứa vô xì ke mà tí má. Con hứa với má, tụi con sẽ học hành đàng hoàng, mà tụi con không học ở tỉnh nữa đâu. Con quyết định con về đây con học luôn má. Rồi những ngày con rảnh đó, con phụ giúp ba, con chăm sóc cho ba. Xin lỗi má. Má ơi, chị Thu á nói hết rồi, con không biết nói gì hơn. Con xin lỗi má. Đó, tụi nó nói rồi đó, bà tha lỗi cho tụi nó nghe bà. Thôi, giờ con nó về nó nói vậy là tôi cũng vui rồi. Thôi, đừng có khóc. Khóc làm gì? Ủa, chị Sáu bây qua chơi đó. Trời ơi, gì đâu cha con khóc lóc hết trơn trụi vậy. Tôi đem cá kho qua cho ông ăn. Ở cái tôi đứng ngoài tôi nghe hết trơn rồi. Thôi, tụi nhỏ nó biết lỗi rồi. Tôi đứng tôi cũng nghe nó xin lỗi má nó rồi. Thôi ông cũng bỏ đi, tại vì mắt đổ que, đừng nói tôi buồn khóc nghe. Già rồi, buồn, rồi lỡ có chuyện gì tôi còn mình tôi cũng buồn. Mừng, mừng tụi nó biết hối lỗi rồi, hiểu không? Mừng rồi tôi xúc động thôi, chứ tôi đâu có khóc. Ai mà khóc? Tôi sợ ông khóc rồi ông leo lên ngồi kế bả nữa. Gì sao? Giỡn chơi, chứ có ông sẽ vui vài vô cửa. Hai người sao giống bậy. Bà này thôi, cái này ý của bà này chứ không phải ý của bà. Thôi, cái già là cái ghê, làm với ai đụng tới ông. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha,
gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha xa dấu,